Tip đầu tiên mà mình muốn chỉ cho các bạn đó chính là chọn nhanh một từ ở trong một đoạn code hay là một dòng code. Thì với cái tip này á thì các bạn sẽ làm như thế này. Bình thường á khi mà hồi xưa mà mình mới code với Android hay là tập tành với Android Studio á, thì khi mà mình giả sử như á, là mình muốn đổi sang cái hàng ID này, mình không muốn chọn item home nữa mà mình muốn chọn một ID khác, ví dụ như là ID item profile đúng không? Thì cái cách hồi xưa mà mình hay làm á là mình sẽ đầu tiên á là mình sẽ bấm nút đứt nick chuột ở đây và mình xóa đi, hoặc là mình sẽ đưa con chuột, đưa con trỏ đến cuối từ đó và mình xóa từng chữ đi, mình chọn sang item profile đúng không? Hoặc là bây giờ, hoặc là trong cái trường hợp đó là ví dụ như là mình muốn đổi cái tên home page này đi sang một cái tên khác thì mình sẽ bôi đen nó đi, hoặc là đứt đít chuột vào đây, xóa đi, sửa. Bây giờ mình sẽ không làm cách đó nữa, mình sẽ có một cái tip nó sẽ nhanh hơn, làm hoàn toàn với bàn phím, nó không có tương tác nhiều giữa bàn phím với chuột lắm. Thì cái cách đó đó là mình sẽ đưa con chó nè đến cái từ đó và mình sẽ bấm nút là option phía mũi tên đi lên đó, thì mình đã chọn được cái từ đó rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần xóa đi, mình chọn sang là item profile, các bạn thấy nó nhanh hơn không? Đó, thì đối với mắt á, thì là mình sẽ sử dụng là phím tắt, đó là option mũi tên đi lên đây. Còn đối với Windows á, thì mình cũng sẽ để các cái phím tắt tương ứng ở kế bên luôn để cho các bạn có thể làm với được cả Windows và mắt luôn. Quay lại cái chỗ hồi nãy đây, bây giờ là mình muốn chọn cái từ này thì mình sẽ bấm nút là option mũi tên đi lên đó, nó sẽ chọn ngay cho mình cái từ đó. Và bây giờ mình chỉ cần xóa đi và mình một cái tên khác thôi, các bạn thấy nó nhanh hơn không? Nó sẽ hạn chế cho các bạn cái việc đó là sử dụng giữa bàn phím với chuột, nó sẽ tiết kiệm đi một tí xíu thời gian cho các bạn. Một cái trường hợp nữa mà các bạn có thể áp dụng cái tip này á là ở trong cái file tree này nè đó. Bây giờ giả sử như là ở cái tên ở cái name này đi, các bạn không muốn sử dụng là cái tên đó là title activity full ring nữa, mà các bạn muốn đổi sang một cái tên khác, cái tên ví dụ như là fragment A, fragment B, activity A hay activity B gì đó, thì tương tự như hồi nãy thôi, mình sẽ bấm phím tắt đó là option mũi tên đi lên, nó sẽ chọn ngay cho mình cái name đó. Và bây giờ mình còn xóa đi và mình đổi sang cái tên đó là fragment A B C D gì đó, các bạn thấy nó nhanh hơn không? Bước sang tiếp thứ hai thế nào? Cái tip thứ hai mà mình muốn chỉ cho các bạn đó chính là xóa nhanh một dòng. Bình thường thì các bạn sẽ bôi đen cái dòng này đi và các bạn xóa nó. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái phím tắt, đó chính là Command Delete đối với máy Mac, còn đối với Windows á, thì sẽ là Ctrl Y. Và mình cũng sẽ để hai cái phím tắt shortcut này ở bên góc màn hình nên các bạn có thể làm với cả Mac và Windows luôn nha. Bước sang tiếp thứ ba thế nào? Cái mẹo thứ ba mà mình muốn chỉ cho các bạn đó chính là đổi tên biến. Thì bình thường mọi người hay là các bạn sẽ nghĩ là ôi đổi tên biến là chỉ việc thay đổi tên biến thôi mà, chứ đâu có cái gì mà nó khó hay là cần cái mẹo hay là cái tip gì đâu. Nhưng mà không phải các bạn à, giả sử như các bạn hình dung đi, cái biến đó các bạn sử dụng ở 10 chỗ trong cái class đó, thì khi mà bạn đổi tên biến nó đi thì các bạn cũng phải đi tìm đến 10 chỗ sử dụng tên biến đó và các bạn đổi lại cái tên. Các bạn thấy phải sử dụng tới 10 lần, sửa tới 10 lần, 10 lần lận khá là mất thời gian cho cái vấn đề này. Thì mình sẽ chia cho các bạn một cái tip, một cái mẹo nó sẽ đổi tên biến nó nhanh ở trong Android Studio. Giả sử như các bạn nhìn nè, ở cái hàng tên biến đó là Home Fragment này của mình, thì mình sẽ có tổng cộng là bao nhiêu chỗ dùng ta, đợi xíu để mình tìm thử coi nào. Đó, mình sẽ thấy các bạn sẽ nhìn thấy nè, có rất là nhiều chỗ dùng,
đúng không? Thế 1, 2, 3, 4, 5, khá là nhiều chỗ. Khi mà mình đổi tên biến như vậy á, thì mình sẽ đổi nè, A nè, Fragment nè, giả sử đổi sang là tên là A Fragment đi. Đó. Thì những cái tên biến liên quan nó sẽ bị sai. Và các bạn sẽ đi đến từng chỗ, các bạn sửa nó. Các bạn sửa là đổi sang thế này, đổi sang thế này, đổi thế này, khá là mất thời gian và đôi khi nó sẽ bị miss code nữa. Đó. Thì có một cái cách mình chỉ với các bạn, đó chính là bây giờ các bạn sẽ bấm với là Shift Fn F6 đối với Mac. Còn đối với Windows á thì các bạn sẽ bấm Shift F6 nha. Thì khi mà bạn chọn xong tên biến đó thì bây giờ bạn chỉ cần xóa đi thôi. Các bạn nhìn nè. Đó, khi mà các bạn xóa nè, các bạn để ý nè, những cái biến tên biến liên quan nó cũng sẽ thay đổi theo. Bây giờ mình sẽ xóa tên biến này đi. Và mình đổi sang đó là A Fragment. Đó, bây giờ mình sẽ bấm Enter. Đó, nó sẽ tự động apply cho tất cả những các cái tên biến mà sử dụng ở trong cái lát đó thành A Fragment. Các bạn thấy nó nhanh không? Các bạn không cần phải đi đến từng chỗ và tìm kiếm từng cái chỗ sai để mà các bạn sửa nữa. Ở cái tip này, ở cái mẹo này á, thì mình cũng chỉ cho các bạn một cái cách để các bạn đi đến cái dòng sai đó nó nhanh. Ví dụ như bây giờ mình sẽ quay lại nha, đó là chỗ này đi, mình sẽ đổi tên là A Fragment, đúng không? Đó. Thì các bạn sẽ làm sao mà đưa cái con chó này nè đến cái lỗi sai gần nhất, thì các bạn sẽ bấm là F2 đối với Windows, còn Mac á, sẽ là bấm Fn F2, bấm F2. Đó, nó sẽ đi đến con chó, nó sẽ đi đến cái lỗi gần nhất. Bấm lần thứ tiếp theo thì nó sẽ đi đến lỗi tiếp theo. Các bạn thấy không? Các bạn sẽ thao tác nó nhanh hơn. Hoặc là mình sẽ bây giờ mình không muốn sửa cái tên biến ở trên đây nữa mà mình muốn sửa cái tên biến đó ở ngay chỗ dòng này đi. Nhưng mà ở tất cả những cái chỗ khác nó liên quan á, nó cũng sẽ được đổi theo. Thì mình cũng sẽ làm tương tự như hồi nãy, mình sẽ bấm là F6 đối với Mac, còn đối với Windows thì nó cũng chỉ là F6 thôi. Đó, chết bà rồi, đổi không được rồi. Ủa, chết 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 rồi. À, Shift F6, quên quên, mình bị liệu giữa Windows với Mac. Mình mới chuyển sang máy Mac nên hơi bị liệu xíu. Thì chỗ này nha, đây mình sẽ làm lại nha. Đó là Mac, đó sẽ là Shift N và bạn tìm đến cái F6 đó, bạn chọn nó. Còn đối với Windows thì là Shift F6 thôi. Mình sẽ bấm Shift N, tìm đến cái chỗ mà có cái F6 mà mình bấm F6. Đó, giờ mình sẽ đổi nha, đổi sang là A Fragment. Bùm. Đó, nó cũng sẽ đổi cho các bạn, đổi hết những cái biến nào mà nó liên quan thành cái tên mới. Các bạn thấy nó nhanh không? Nó sẽ hạn chế cho cái việc các bạn là phải đi đến từng dòng tìm từng chỗ sai và sửa cái tên biến đó. Bước sang tiếp thứ tư thôi nào. Mẹo thứ tư đó chính là thay đổi 3 RAM trong method. Thì cái việc thay đổi 3 RAM ở trong method này đó, thì mọi người sẽ nghĩ đơn giản đó chính là mình chỉ cần thay đổi 1 3 RAM ở trong method mà thôi. Ví dụ như ở hàm đó, ở method đó là update fragment á, thì mình chỉ cần thêm là value và chữ trinh và thay là trinh vô thôi, thì sẽ không cần một cái mẹo gì ở đây cả. Nhưng mà ở cái mẹo này đó, thì mình sẽ không sử dụng ở cái trường hợp này, mà mình sẽ sử dụng ở một cái trường hợp khác. Ví dụ như là ở trường hợp đó là khi các bạn sử dụng với interface, thì ở cái interface này á, thì những cái class nào á mà nó được implement lại từ interface này á, thì nó cũng sẽ override lại cái hàm này. Thì bây giờ giả sử như ở cái hàm này á, mình muốn thêm cho nó một cái param nó vô, một param mới vô, ví dụ như là param nó là value
string, value string. Thì việc tiếp theo của mình á là mình sẽ tìm đến các class mà được implement lại từ cái thằng interface này. Hiện tại thì mình đang có hai class, đó chính là chat fragment và home fragment. Thì bây giờ mình sẽ qua chat fragment, mình sẽ tìm đến cái hàm override đó. Đây, cái hàm này nó đang bị lỗi, lỗi là do thiếu cái param đó, cái param value string, thì mình sẽ thêm vô, nó sẽ hết lỗi. Hoặc là các bạn sẽ override cái hàm mới vô. Đây, implement member bờ, thì nó sẽ không bị lỗi nữa. Các bạn phải xóa cái này đi, comment sai đi, mà thêm và sửa lại cái body của nó, copy cái cũ vô, copy cái cũ qua cái mới thì nó sẽ không bị lỗi nữa, đúng không? Nhưng mà mình sẽ không làm với cái việc này, tại vì như hồi nãy các bạn thấy á, là ở cái chỗ interface này mình có tới hai class lận. Giả sử như nó có tới 3-4 class thì mình sẽ phải đi đến 3-4 class đó và mình sửa lại, thì như vậy nó mất thời gian và nó không có professional cho lắm. Thì mình sẽ có một cách cái mẹo chia cho các bạn làm cái này nó sẽ nhanh hơn. Để mình revert lại cái đoạn code cũ rồi đó nha, xóa đi. Đây, chỗ này mình cũng sẽ bỏ cái thằng override này đi, để lại y như bình thường, để lại y như bình thường. Đây, rồi rồi đó. Thì bây giờ ở cái hàm on-chain chat fragment này á, mình muốn thêm cho nó 1, 2, 3, 4 param đó vô, param nào đó vô á, thì mình sẽ làm một cách, đó chính là đối với mắt á, thì mình sẽ bấm là command và F6 đó, thì nó sẽ hiện lên cho bạn cái khung này. Đây là cái hàm. Bây giờ là mình muốn thêm, giả sử mình muốn thêm ba cái param mới vô đi, thì mình sẽ bấm nút dấu cộng này và mình thêm nó vô. Tên, value, kiểu, string. Rồi mình thêm tiếp một value mới vô là key, key, kiểu in, kiểu in. Thêm một value tiếp theo, value cuối cùng, name đi, string. Đấy, thì các bạn thấy không, cái function này đó, nó cũng sẽ tương ứng thêm cho bạn ba cái param này vô. Bây giờ là bạn chỉ cần bấm nút refactor thôi, bấm ok lần nữa đó, nó sẽ tự động thêm cho các bạn ba cái param mới này vô. Và ở những cái class mà implement lại thằng interface này á, thì nó cũng sẽ apply giống như vậy. Đâu rồi, đây các bạn thấy không, nó tự động apply ba cái param mới vô cho bạn. Bạn không cần phải đi đến từng các cái class mà nó được implement lại như hồi nãy và các bạn override lại, hay là các bạn sửa lại param, mà nó sẽ tự động làm cho các bạn. Các bạn sẽ thấy nó nhanh hơn không, nhanh hơn cái bước hồi nãy không? Các bạn chỉ cần sửa một chỗ thôi, nó sẽ apply lại tất cả những chỗ liên quan cho các bạn. Thì đó là cái cách mình hay làm đối với cái việc mà mình sử dụng các cái interface và mình muốn thay đổi các cái param ở trong cái function được override đó, thì nó sẽ tiết kiệm được lại cho các bạn rất là nhiều thời gian. Bước sang tiếp thứ 5 thôi nào. Mẹo thứ 5 đó chính là tạo nhanh một method ở trong Android Studio. Bây giờ giả sử như là mình sẽ có hai function. Function thứ nhất đó là shop A, có một biến đó là biến 1, 2 và 2 bằng 5. Một biến total là cộng hai cái số này lại với nhau, A cộng 1 cộng 2. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục có một cái function tiếp theo, như là function shop B, cũng tương tự như vậy luôn. Mình sẽ có hai biến 1 bằng 10
và to bằng 20, total bằng 1 cộng 2, 1 cộng 2. Thì bây giờ các bạn thấy không? Bạn thấy hiện tại cái hai cái chỗ total này, các bạn có thể tạo ra một cái hàm tính tổng cho nó. Thì cách bình thường hay làm đó chính là function sum truyền hai param vô số 1, 1 và 2, 1, 2. Và return ra kiểu in return 1 cộng 2 đó. Thì các bạn bình thường, các bạn hay là bản thân của mình hồi xưa sẽ làm như vậy, thì bây giờ mình không làm như vậy nữa, mình sẽ có một mẹo nó nhanh hơn. Bây giờ mình xóa đi nha, xóa đi đó. Thì bây giờ mình sẽ bôi đen cái này lại và mình sẽ bấm phím tắt, đó chính là Option Command và M ở trên máy Mac và Windows. Mình sẽ để cái phím tắt tương ứng ở cái bên. Thì bây giờ các bạn thấy không, nó sẽ tạo, nó sẽ cho các bạn mở một cái dialog lên để các bạn tạo một cái function cho cái việc đó là cộng hai số 1 và 2 lại. Việc bây giờ là các bạn chỉ cần đổi lại cái tên function sẽ là sum, nó sẽ là private, public hay là rotated hay là internal. Thì ở đây mình sẽ để là private và mình sẽ bấm ok. Đó, nó sẽ tự động, Android Studio sẽ tự động tìm kiếm những cái đoạn code nó bị duplicate để nó gom chung lại thành một function. Mình bấm Z, mình bấm reply đó, nó sẽ tự động tìm tất cả những chỗ mà bị duplicate code và nó sẽ đưa vào một function cho bạn, function sum. Mình sẽ không cần phải làm lại cái bước như hồi nãy là tạo ra function hay là sum nữa, mà bây giờ mình chỉ còn việc đó là mình bôi đen lại và bấm Option Command và M và mình đổi tên function thôi. Ok, reply sẽ tự động tìm tất cả những chỗ liên quan cho các bạn. Bước sang tiếp thứ 6. Mẹo thứ 6 đó chính là tìm kiếm ở trong một class. Thì ở cái mẹo này á, giả sử như là mình muốn tìm cái biến chat fragment này nó đang sử dụng ở những chỗ nào ở trong class đó, thì mình sẽ bôi đen cái biến đó là chat fragment, bôi đen và mình sẽ bấm là Ctrl F đối với Mac, còn đối với Windows sẽ là Ctrl F. Thì nó sẽ chỉ cho các bạn là những chỗ đang sử dụng cái biến này. Các bạn bấm Enter thì nó sẽ đưa đến cho các bạn những cái nơi mà cái biến này đang được sử dụng. Thì đó là cái cách mà mình hay tìm kiếm nhanh ở trong một class. Bước sang mẹo thứ 7 thôi. Mẹo thứ 7 đó chính là tìm nhanh một cái đường dẫn hay là một cái đoạn code nào đó ở trong project của các bạn. Ví dụ như là mình muốn tìm đó là những chỗ nào nó đang sử dụng lại cái tên đó là home fragment này, thì mình sẽ tìm kiếm nhanh ở trong project này, đó chính là mình sẽ bấm phím Shift Command F đối với Mac và Windows sẽ là Shift Ctrl F, Shift Ctrl Shift Command F và mình sẽ tìm những chỗ đang sử dụng lại cái cụm từ là home fragment đó. Nó sẽ tìm kiếm tất cả những chỗ mà đang có cái từ này ở trong project. Thì hiện tại là mình thấy nó đang sử dụng ở main activity và sử dụng ở hàm update fragment, thì mình sẽ bấm vô thì nó sẽ đưa đến cho bạn cái chỗ đó, cái chỗ mà nó đang sử dụng ở trong main activity. Thì đây là cách tìm nhanh ở trong project, tức là search toàn bộ project luôn. Bước sang mẹo thứ 8.
Mẹo thứ 8 đó chính là tìm kiếm nhanh một class ở trong project. Thì các bạn sẽ bấm, đó chính là ship ship, thì các bạn sẽ tìm kiếm nhanh một cái class ở trong project. Ví dụ như là mình muốn tìm kiếm là home fragment, đây nó sẽ đưa ra cho bạn đến thằng home fragment, tìm kiếm cho các bạn home fragment. Các bạn bấm enter, nó sẽ đưa đến cho các bạn cái class là home fragment, thay vì các bạn phải show ra các thư mục này và các bạn tìm kiếm đến cái class đó và các bạn bấm vô. Thì bây giờ mình sẽ search nhanh là ship ship, mình sẽ chọn nó chính là fragment stack đi. Đó, mình sẽ đi nhanh đến cái class đó thông qua cái mẹo này. Bước sang mẹo thứ 9, mẹo thứ 9 ở trong Android Studio đó chính là duplicate nhanh một dòng. Thay vì bình thường chúng ta sẽ dùng đó là chúng ta sẽ bôi đen cái đoạn này, chúng ta bấm Ctrl C hay là Command C ở trong mắt và Enter xuống dòng, và các bạn sẽ bấm đó là Command V. Thì bây giờ mình sẽ bấm một phím tắt nhanh ở trong Android Studio, đó chính là đối với Mac á, thì mình sẽ bấm đó là Command D và Windows sẽ là Ctrl D. Đấy, thì nó sẽ duplicate ra hai dòng tương tự cho các bạn. Bước sang mẹo cuối cùng, mẹo cuối cùng mà mình muốn chỉ cho các bạn đó chính là tạo nhanh một activity hay là một fragment. Thì hồi xưa bản thân của mình á, mình muốn tạo một activity á, hay là tạo một fragment á, thì mình sẽ đầu tiên đó là mình sẽ tạo ra một cái class activity, ví dụ như là login activity. Rồi mình sẽ extend like app combat activity và override là cái hàm đó là onReady và set content view, chuyển vô cái layout ví dụ activity main đúng không? Tại vì activity main này mình đã tạo trước rồi, ví dụ như là mình chưa tạo đi, mình sẽ tạo một cái layout là login. Đây, một cái layout đó chính là activity login, ví dụ như vậy. Mình sẽ đi đến login activity và mình sửa lại đây là activity login đúng không? Thì bây giờ mình sẽ, hồi xưa là mình sẽ làm ra hai bước như vậy, bây giờ mình sẽ không làm như vậy nữa, mình sẽ tạo nhanh cho nó. Đó chính là mình sẽ bấm chuột phải vào cái thư mục REST và mình sẽ tìm, bấm ở đâu cũng được các bạn, không cần nhất thiết phải ở REST đâu, bạn có thể bấm ở đây cũng được, new bấm chuột phải vô và các bạn sẽ tìm đến đó là activity hoặc là fragment mà các bạn muốn tạo. Thì mình đang muốn tạo một activity thì mình sẽ tìm đến đây, nó sẽ có rất là nhiều activity cho các bạn, ví dụ như là navigation row activity, master basic full string hay là một activity nào đó các bạn muốn. Bây giờ là mình muốn chỉ tạo một cái basic activity cơ bản thôi, thì mình sẽ chọn là basic activity. Chỗ này là mình sẽ ví dụ như là log out activity đó. Đây nó sẽ tạo ra cái file layout tương ứng, đó chính là activity layout ở bucket nào thì mình sẽ chọn bucket đó. Mình sẽ chọn bucket ví dụ như là ở bottom navigation view, ngôn ngữ mình chọn sẽ là code lean, mình bấm finish thì nó sẽ tạo ra cho bạn một cái activity tương ứng đó. Tại sao các bạn muốn activity đây, activity log out, các bạn sẽ không cần phải tạo ra activity hay là fragment rồi, các bạn sẽ cần thêm view vô nữa, mà giờ các bạn sẽ tạo nhanh vào cái bước này, nó sẽ tiết kiệm lại cho các bạn cái thời gian để các bạn tạo một activity.